Hello anh, xin chào anh em đến với kênh của mình nha. Thì cái máy của anh Tuấn nha, anh Tuấn anh mua máy cầu hát bên mình nha, cầu hát 12 feet nha. Thì đánh ngọt lợ nha, ngọt trong miền Tây đến lợ 5 phần ngàn nha, không kén nước hay ổn dòng 100% nha. Hiện tại máy này em đang trong quá trình ghép xong rồi anh, thì chắc khoảng mai mốt mối em giải nha, thông cảm nha. Đây cũng còn mấy đơn nữa nha, có một mình em làm thì em làm rất là lâu, em làm tỉ mỉ, em làm kỹ á, cho nên là cái quá trình nó sẽ hơi lâu, anh thông cảm ha. Cái máy của anh hiện tại em đang test cho nó chạy liên tục nha, cho nó chạy liên tục, chạy hoài á, em kẹp cái còi luôn á, cho nó chạy liên tục khoảng 5-10 phút vậy á, để cho nó ổn định cái rồi xong rồi chắc cú ngon lành em mới ghép vô hộp nha. Đây ha, mới ghép vô hộp rồi mốt em gửi cho anh ha. Thì cũng sẵn đây em nói luôn, thì cũng có vài trường hợp thì trong cái tháng này có 2 đơn ha. Thì một cái đơn của anh Quỳnh nha, thì trong quá trình gửi về máy sáo nó không có chạy anh em, nó không có chạy, thì về mình test ngon lành nhưng mà nó không chạy, thì chắc nghĩ là do shipper nó ném hư hàng nha nè, mình bị cũng khá là nhiều vấn đề đó ha. Rồi còn cái đơn của ai nữa ta, của anh Kỳ nữa ha, anh Kỳ cũng về tiếng như heo kêu vậy, thì mình nghĩ là chắc shipper ném công gãy hư xúc cảm vậy ha, mình nghi ngờ nha. Những trường hợp đó mình sẽ xử lý cho anh em nhanh nha luôn ha. Còn của máy của anh Kỳ thì khi nào anh gửi thì mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh ha. Rồi mình sẽ chịu cái cước phí cho anh ha, tại vì cái đó cũng nhiều khi cái xui xẻo thì không ai muốn nha. Rồi của anh Tuấn thì nữa anh gửi cho em thì em bảo hành em kiểm tra lại cho anh, thì anh em vui vẻ ha. Rồi cái vấn đề không ai muốn hết thì trước khi làm điều rất là kỹ lưỡng nha đó. Mình cũng gán tranh thủ làm cho anh Tuấn nha. Rồi thì em làm, thì hiện tại em làm dễ test cho anh chạy liên tục nha. Em không có nhấp còi với mấy anh em khác đâu, em cứ miết tải liên tục vậy đó, cho nó chạy liên tục cho cái máy nó ổn định, xong rồi thì em sẽ ráp vô hộp em rỡ nha, để nó chắc cú là ổn định, để tránh cái trường hợp đi tới đi lui cái máy nó không hay nha. Thì em mua máy bên mình cũng biết mình bán thì mình lấy cái uy tín nha nè, mình không có bán tào lao ha, anh em là sử dụng rồi anh em sẽ biết mình bán máy như thế nào ha. Rồi thôi kết thúc video ha, thì anh Tuấn chắc là mốt nhận máy ha. Rồi cũng mong anh thông cảm ha.